thấy căng đầu gối chưa? Kê nó sưng, tập mà tập là có lên khó xuống nó sưng, cái nào mình hết tập là nó hết sưng. Nghĩa là thời gian này là nó hết dần hết dần. Đó, thẳng đầu gối. Đúng rồi. Đó, tiếp. Có lên. Giữ lại đó, giữ lại đó, lâu lâu. Thấy căng đầu gối không? Ờ đúng rồi đó. Nó căng là đúng. Để gặp được nhiều thì là ngồi xe máy được, ngồi ô tô được rồi, thấy không? Đi vệ sinh đồ này kia nó thoải mái rồi á. Cố gắng mình nó vô được một chút nữa là ngon, ngồi xổm được như vậy là ngon.